Tới công chuyện rồi mọi người. Hôm nay ông chủ gà KFT dẫn nguyên một đội lính qua ăn thử thách. Anh nói là bữa giờ bên gà anh trao thử thách nhiều quá, anh hết vốn rồi. Hôm nay anh qua anh ăn thử thách 20 triệu để anh lấy cái vốn về anh chơi gà tiếp. Nhưng mà chưa chắc đâu nha anh gà. Coi bụng uống sứa 20-30 triệu hơi khó nghe. Đây, giờ mình múc ra cho anh đây. Em ơi, trời ơi nóng quá. Em ơi, bưng ra cho anh trọng ra. Rồi anh trọng đây. Kinh luôn ha. Ê nóng lắm anh ơi, để nhân viên bưng đi, nóng lắm á. Thôi, không sao. Ê, nóng hồi nó bể cái tô không biết sao luôn ấy. Có kinh nghiệm không đây? Có kinh nghiệm phải không? Rồi để anh trọng bưng đi luôn. Rồi bưng ra phụ ảnh đi em. Ra đằng trước cái tiếng. Có kinh nghiệm của cái à. Rồi. Ê, giấy tờ giờ bút xa là gà chết đó nha. Hãy giờ cắt hết đi. Lớn thằng không? Vừa nằm đi cho bà giàu thì. Ôi nó đổ rồi hả? Không sao. Lỡ rồi thôi, Mấy bạn nó nhiên á. Ông chủ gà KFT đây. Em qua tê. Thì thật chất ra là ngưỡng mộ mến lâu rồi. Hôm nay thì cũng mong muốn là qua đây để thử thách, nhưng mà chơi mà thua thì nó hơi nhục tí, cho nên là để cho mấy bạn test trước. Ngày mai ổn thì bắt đầu mình có kinh nghiệm, ngày mai là mình qua tới mình thi. Hôm nay là cho mấy bạn test trước. Ngày quan trọng không biết mà ngày mai là quay lên trọng chơi mấy tô. Trước tiên là mình phải làm tô trước đã. Để xem thử là khả năng mình sao đã, rồi ngày mốt mình ok được thì mình làm 2 tô. Chắc cái này là chắc này. Trước tiên là một tô này thì quá dễ ăn, thật sự luôn là rất là dễ ăn. Không, nhìn vậy thôi. Nhìn nó thấy như vậy thôi, nhưng mà đảm bảo với mến là ngày mai anh sẽ thắng. Anh sẽ sử dụng chiến lược cho ngày hôm nay. Chuẩn bị tâm lý, tâm tinh thần, ngày mai sẽ chiến một tô. Ok không? Ngày mai anh sẽ qua. Nhưng mà anh có cái chiến lược gì không để chia sẻ với mấy bạn trẻ không? Thật ra thì mình cũng rất là thích cái món này. Dạ. Thứ hai nữa là khi mà mình chuẩn bị ăn mà năng lượng mình nó cao như vậy á thì chắc chắn là mình sẽ thắng. Cái quan trọng nhất á là vì bữa giờ thua nhiều quá rồi, thua thử thách gà gán nhiều quá rồi, bắt buộc phải thắng cái này để lấy tiền này về chung lại cho gà gán. Cho nên là bắt buộc phải thắng. Ba anh em mà hôm nay ai thắng thì là bộ về nha, nói trước. Vậy mà ví dụ này lỡ đường thua sao mà nó có tính đường thua chứ hả? Thì ý là nếu anh em mà thua là bộ về nha. Còn anh thì chắc chắn là mai thắng rồi, kiểu gì cũng thắng.